Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với trò chơi của sự tính toán, cũng như là trò chơi của sự phán đoán và trò chơi của sự may mắn, cùng với 20 chiếc cặp. Trong số 20 chiếc cặp đó thì chiếc cặp có giá trị cao nhất lên đến trị giá 1 triệu đồng, Miraculous. Vậy nó đang ở đâu? Tất cả chỉ có trong sự trở lại của Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ 2. Xin nhiệt liệt chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ 2. Trong sự trở lại lần này thì chúng ta có thể nhận ra có rất là nhiều điều đang đổi mới ở trong chương trình này. Đầu tiên là một bộ logo mới, một giao diện mới và một sân chơi mới. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ 2. Vâng. Và để bắt đầu cho sự trở lại này thì 20 chiếc cặp sẽ được đem xuống sân khấu. Nào xin mời. Vâng, 20 chiếc cặp đã được đem xuống sân khấu và nhân dịp số phát sóng đầu tiên của mùa thứ 2 này thì Nguyễn Việt Anh xin chúc cho tất cả các bạn có một sức khỏe thật là dồi dào, có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu cho sự trở lại của Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ 2. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cuộc chơi đầu tiên của Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ 2 ạ. Và để mở màn cho mùa thứ 2 lần này thì chúng tôi xin được chào đón sự trở lại của người chơi trước đó. Và người chơi này đã từng xuất hiện trong số phát sóng thứ 2 của mùa đầu tiên trong chương trình Những Ngọc Thần Vàng. Xin chào đón bạn Nguyễn Tuấn Anh đến từ Nam Định. Có thể nói ra một vài điều cũng như là cảm nghĩ của bạn về chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ 2 cũng như là sự đổi mới lần này ạ. Với cả bạn cũng có thể nói cho chúng tôi biết bạn nghĩ sao khi mà được quay trở lại với nhiều điều đổi mới này ạ. Khi mà quay lại thì em thấy là mọi thứ cũng đổi mới đẹp đẽ hơn rất là nhiều. Hy vọng là hôm nay cũng có thể bốc được cặp cao nhất. Rừng rất ngắn gọn và không dài dòng như mọi lần trước. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn những lời đầu tiên dành cho chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ 2 của bạn ạ. Và bạn đã sẵn sàng để bước vào vòng đặc biệt chưa ạ? Em đã sẵn sàng rồi. Chúng ta cùng bước vào vòng chơi đặc biệt của bạn Nguyễn Tuấn Anh. Để chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với vòng chơi đặc biệt của bạn Nguyễn Tuấn Anh trong chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ 2 ạ. Nguyễn Tuấn Anh cũng có thể đã nghe được những âm thanh mới lạ trong số phát sóng đầu tiên của Những Ngọc Thần Vàng rồi ạ. Luật chơi thì vẫn như cũ, nhưng mà điều đổi mới ở đây là sân chơi. Và bạn Nguyễn Tuấn Anh thân mến, xin mời bạn hãy chọn 120 chiếc cặp. 18 cho đừng quên. Final 18 Dạ vâng. Được rồi. Và cặp số 18 đã bây giờ đang là thuộc về bạn thôi. Và trong vòng chơi đầu tiên lần này thì bạn Tuấn Anh. Được rồi, lát nữa cắt lại đấy xong. Như vậy là bạn Nguyễn Tuấn Anh đã chọn cho mình chiếc cặp số 18. Và vòng chơi đầu tiên của bạn Nguyễn Tuấn Anh sẽ phải mở 5 cặp. Xin mời bạn. Cặp số 1. Cặp số 1 là cặp đầu tiên của bạn. Miraculous xin chúc mừng bạn. Bạn Tuấn Anh muốn chọn chiếc cặp nào tiếp theo ạ? Mà tiếp cặp số 2 đi. Bạn chọn lần tiếp theo từ bỏ tiếp cặp số 2 đi, từ 1 đến 5 chơi tất luôn chả sợ. Để xem quyết định của bạn này. Xin chúc mừng Tuấn Anh. Lại là 7.500 đồng Miraculous, xin chúc mừng. Vâng, và cặp số 3 là cặp tiếp theo của bạn. Lựa chọn của bạn Tuấn Anh có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không? Xin mời. Và tiếp tục cặp số 3 là báo chí, xin mời. Nhưng mà không sao, không sao đâu, bởi vì trước mắt bạn là còn nhiều giải thưởng có 6 chữ số và giá trị cao nhất vẫn là 1.000.000 đồng Miraculous đến thời điểm hiện tại. Không sao đâu. Và giờ em sẽ chơi bỏ hết từ 1 đến 5. Bạn vẫn giữ nguyên chiến thuật đó. Và chắc chắn vẫn giữ nguyên lập trường là mở hết từ 1 đến 5. Chiếc cặp số 4 sẽ là chiếc cặp thứ nhất mà bạn chọn. Xin mời. Đằng sau chiếc cặp số 4 có phải là chiếc cặp của bạn Tuấn Anh hay không? Xin mời. Xin chúc mừng bạn là 250 đồng Miraculous, xin chúc mừng. Vâng. Chiếc cặp số 5 là chiếc cặp cuối cùng trong vòng chơi đầu tiên. Xin mời chiếc cặp số 5. Lại là chiếc cặp có 6 chữ số, 100.000 đồng Miraculous. Nhưng nó không sao. Bạn vẫn còn nhiều ô khác mà. Không sao đâu. Như vậy là cũng đối với bạn cũng là đủ may mắn rồi. Loại được 3 chiếc cặp ở cột bên trái và cột bên phải thì bạn đã loại được 2 chiếc cặp, không sao. Và bây giờ sẽ là tiếp mục ngân hàng chào giá. Xin mời. tạ luôn. Tôi sẽ nghe. Ok. Ngân hàng đã trả giá cho bạn Tuấn Anh chiếc cặp số 18 với giá nhỏ. Đầu tiên là 650 đồng Miraculous. Không nhiều, em xin quyết là không chấp nhận. Đâu điều? Vâng. Đâu điều? Quyết định đúng đắn vào thời điểm này. Xin chúc mừng. Và các bạn cũng nhớ, và tôi cũng nhớ được là ở vòng chơi trước bạn đã loại 5 chiếc cặp như chúng ta đã thấy trên màn hình. Bây giờ lượt chơi tiếp theo loại đi 4 chiếc cặp. Được rồi. Và bạn Tuấn Anh cũng như tôi cùng với tất cả mọi người đã và đang nhìn thấy, bạn đã loại được 5 chiếc cặp đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của bạn là phải loại được 4 chiếc cặp. Hôm nay đầu em sẽ chọn 6, 7, 13, 14. 6, 7, 13, 14. Bạn có chắc không? Mở số 13 trước đi. 13 có số xui xẻo. Xin mời số 13. Xui xẻo là bao nhiêu tiền? Xin mời. Bạn đã có một quyết định đúng đắn, xin chúc mừng. Vâng, 2.500 đồng Miraculous. Số 13 xui xẻo của bạn Tuấn Anh mà bạn đã nói trước đây, đó là một quyết định đúng đắn. Vào thời điểm này bạn quên vẫn còn 3 chiếc cặp. Bạn vẫn còn 3 chiếc cặp đầy mở. 13 thì đã may vậy rồi, em mở 14. Bạn đã quyết định chọn con số kế tiếp là số 14. Xin mời cặp 14. Wow, 50.000 đồng Miraculous. Không sao. Số tiền đó là quá ít so với số tiền cao nhất hiện tại của bạn. Bạn mở 2 chiếc cặp. Còn 2 chiếc cặp. Số 6 ấy. Và bạn còn 8 quyết định. Làm được số 6. Và đó là số tiền gấp 10 lần so với số tiền nhỏ nhất hiện tại. Xin chúc mừng. Được rồi. Bạn vẫn còn một chiếc cặp cuối cùng ở trong vòng 2 này. Thì số 7 may mắn. Nên em chọn số 7. Bạn không chắc chắn đó là quyết định đúng đắn của bạn không? Chắc chắn. Người ta bảo số 7 may mắn thì số 7 này chắc chắn sẽ phải may mắn. Đấy. Wow. Thật đáng tiếc cho bạn Tuấn Anh. Ở chiếc cặp cuối cùng, ngay vòng thứ 2 của bạn, làm quyết định sai lầm. Đáng lẽ ra bạn phải giữ chiếc cặp số 7 may mắn đó cho đến cùng chứ. Được rồi. Xin mời ngân hàng. $3.500 Miraculous. Tiêu chút tiêu luôn, còn phải nói. Bạn em chấp nhận 3.500 đồng. Tiêu. Vâng. Chấp nhận tiêu luôn, không cần nghĩ nhiều. Giả sử mà bạn phải gọi là bạn phải giữ chiếc cặp này đến cùng, bạn có biết là chiếc cặp số 18 này là bao nhiêu tiền không ạ? Chiếc cặp số 18 này đã và đang đó là yêu chúc mừng tuần anh. Bạn có cảm giác như nào khi bạn đã có một quyết định gọi là đúng đắn nhất? Thôi thì đến đây là cũng là vui lắm rồi, quyết định này cũng gọi là đúng đắn thôi. 50 đồng thì nó quá bé, nhưng mà em cứ chơi tiếp, em cứ đến cùng ấy thì em sẽ phải ra về với số tiền gần như là bé nhất. Không sao cả, thế này cũng được. Dù sao thì làm một lần nữa. Chúc mừng bạn, bởi vì bạn đã có một quyết định đầy đúng đắn. Cảm ơn bạn đã tham gia hành trình và chúc bạn thành công trong cuộc sống ạ. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là Những Ngọc Thần Vàng đến đây đã kết thúc và xin được cảm ơn